Chào mừng các bạn đến với Người Nổi Tiếng .tv trên kênh YouTube. Diễn viên hài Nhật Cương. Tóm tắt lý lịch Nhật Cương. Diễn viên hài kịch Nhật Cương sinh ngày 10 tháng 9 năm 1965 tại tỉnh Khánh Hòa, nước Việt Nam. Ông sống và làm việc chủ yếu ở thành phố Hồ Chí Minh, nước Việt Nam. Ông sinh thuộc cung Sử nữ, Cầm Tinh con, Giáp Rắn, Ất Tỵ 1965. Nhật Cương xếp hạng nổi tiếng thứ 16.739 trên thế giới và thứ 9 trong danh sách diễn viên hài kịch nổi tiếng. Tổng dân số của Việt Nam năm 1965 vào khoảng 38,34 triệu người. Tiểu sử diễn viên hài kịch Nhật Cương. Nhật Cương tên thật là Võ Nhật Cương, là một diễn viên hài kịch điện ảnh và tác giả, đạo diễn sân khấu, điện ảnh danh tiếng tại Việt Nam. Vì hâm mộ Charlie Chaplin, Nhật Cương đã đăng ký lớp kịch câm ở Nhà văn hóa thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa, do đó anh có năng khiếu với môn kịch câm và nghệ thuật từ nhỏ. Danh sách hài đã đóng: Tiền ca sĩ, Ông cụ, Kén rể, Anh tư tốt bụng, Nợ duyên, Con cá độ, Hung thần khu phố, Sân ga tình người, Thương đầu gã đó, Chuyện không ngờ, Vụ án 2000 ngày, Vụ án con bò, Vụ án trộm trứng gà, Quyền được phán xét, Lôi vũ, Lò heo quay, Hoa hậu trăm năm, Mẹ yêu, phim đã tham gia, Bí mật lại bị mất, Tần nương thất, Ba đầu có khóc, Yêu nàng hoa hậu, Vực thẳm tình yêu, Mảnh tình nghiệt ngã, Nước mắt học trò, Hoán đổi thân xác, Truy tìm kho báu, Về quê phim truyền hình, Yêu anh em dám không, Tỷ phú chăn vịt, Cô gái điên, Võ lâm truyền kỳ, Sắc đẹp danh vọng, Cụ tổ hiển linh, Thiên sứ lông bông, Ngỡ ngàng, Vị đắng tình yêu. Đạo diễn: Lai Sâu Lý Hải. Trọn đời bên em 2014. Phim chiếu rạp Sao bí mật lại bị mất năm 2014. Các series hài và ca nhạc của Trung tâm băng nhạc Rạng Đông. Các series hài và ca nhạc của Trung tâm băng nhạc Hoa Biển. Các series hài và ca nhạc của Trung tâm băng nhạc Làng Văn. Các series hài của các đài truyền hình. Phim chiếu rạp Cô gái điên năm 1995. Phim Những nẻo đường phù sa năm 2000. Lai Sâu Nhật Cương, Cười để nhớ một con ma đề. Lai Sâu Nhật Cương, Cười để nhớ hai những kiểu ngủm lãng xẹt. Lai Sâu Nhật Cương, Cười để nhớ ba con ma đề hai. Lai Sâu Nhật Cương, Cười để nhớ bốn. Nhật Cương, Cười để nhớ nụ cười xuân 2014. Nhật Cương, Cười để nhớ nụ cười xuân 2016. Album 2, Mặt mụn dễ thương. Nhật Cương thời trẻ. Anh sinh ra trong gia đình không ai theo nghệ thuật, cha mẹ sống bằng nghề buôn bán. Năm 1984, anh thi vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh và học cho đến năm 1988 thì tốt nghiệp. Đừng quên bấm đăng ký và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ các clip mới của Người Nổi Tiếng .tv các bạn nhé. Chúc các bạn một ngày may mắn, nhiều niềm vui.